Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Duy Búa Chúa. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2024, thế giới đã đón chào sự ra mắt của anime Solo Leveling rất được mong đợi. Solo Leveling luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đến nỗi ngày mà tập 1 của phim ra mắt đã gặp sự cố quá tải. Ban đầu là một webtoon của Hàn Quốc, Solo Leveling đã được chuyển thể thành anime bởi studio nổi tiếng A1 Pictures, được biết đến với các tác phẩm mà họ từng sản xuất như Sword Art Online và Fairy Tail. Câu chuyện về Jin Gu Sung, thợ săn yếu nhất nhân loại, người liều mạng thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm để có tiền giúp người em gái ăn học và viện phí chữa trị cho người mẹ mắc phải căn bệnh hiếm gặp. Bộ truyện đã trở nên nổi tiếng ngay cả trước khi phim hoạt hình công chiếu, nhờ sức hút của các nhân vật và những cảnh chiến đấu căng thẳng. Bất chấp việc có một cái kết gây tranh cãi, Solo Leveling đã được khen ngợi song song với làn sóng chỉ trích rộng rãi trong suốt thời gian ra mắt, củng cố mức độ phổ biến của nó đối với khán giả. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong các diễn đàn, anime này đang thu hút sự chú ý và được so sánh với anime kinh điển là Attack on Titan. Thậm chí có nhiều fan nước ngoài còn so sánh Solo Leveling là anime hay nhất năm 2023-2024, cao hơn cả Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba hay với Attack on Titan. Liệu rằng thực tế tác phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc này có hay như lời đồn hay là chỉ được cái búp bẩn truyền thông là giỏi như sư Kim Chi từng làm? Hóa ra có một thông tin bên lề nhưng cũng rất thú vị. Người dân tại Nhật Bản hầu như không ưa thích bộ truyện này và đã chỉ trích việc người Nhật lại đi giúp chuyển thể Solo Leveling, một bộ truyện của Hàn Quốc, thành anime. Chúng ta hãy đi sâu vào đề tài này, xem hai bộ anime Solo Leveling và Attack on Titan có điểm gì chung và lý do gì mà người Nhật lại không thích một tác phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc này được làm anime như thế. Đầu tiên, đó là sự tương đồng về chủ đề và cấu trúc. Ngay lập tức, người xem có thể cảm nhận thấy rằng Solo Leveling hiện ra với cái cảm giác rất gợi nhớ đến Attack on Titan. Cả hai đều có bầu không khí đen tối, nơi loài người bị đe dọa bởi một thế lực bên ngoài, đối mặt với những con quái vật từ bên trong cánh cổng chứa đầy những cạm bẫy. Những tập đầu tiên của Solo Leveling mang đến cảm giác rùng rợn, đặc biệt là nhờ phần âm nhạc của Hiroyuki Sawano, người cũng từng thực hiện cho Attack on Titan. Chưa kể cảnh ngục tối kép trong Solo Leveling rất gay cấn và gợi nhớ đến những cảnh hành động trong Attack on Titan. Hơn nữa, cả hai loạt phim đều bắt đầu bằng một tiếng vang lớn, với tập đầu tiên chứa đầy những tình tiết bất ngờ gây sốc cho người xem. Kiểu khởi đầu này mang lại sự thúc đẩy cho loạt phim và khiến bất kỳ ai cũng muốn xem thêm. Thứ hai, nhân vật chính có nguồn gốc tương tự. Hai nhân vật chính là Jin Gu trong Solo Leveling và Eren trong Attack on Titan có nguồn gốc khá tương đương ở một số điểm. Cả hai đều là những chàng trai đã trải qua những khoảng thời gian khá khó khăn và phải cố gắng phấn đấu bản thân từ một đứa nhóc yếu đuối đối mặt với nỗi sợ hãi và trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một trong những mô típ kinh điển luôn hoạt động hiệu quả trong anime shonen. Trong trường hợp của Eren, chính cảnh tượng khủng khiếp khi các Titan phá hủy bức tượng và bi kịch với mẹ anh đã đưa anh vào con đường của người anh hùng. Mặt khác, Jin Gu đã có trải nghiệm đau thương trong ngục tối kép, chứng kiến những người trong tổ đội không đoàn kết và bị phản bội. Những khoảnh khắc này có ý nghĩa quyết định đối với cả hai nhân vật chính và định hình cuộc hành trình của họ, bắt họ bước vào một thế giới quan mới. Thứ ba, một cuộc hành trình thú vị và bí ẩn. Attack on Titan đã có một khởi đầu choáng ngợp khi mọi người cố gắng hiểu ý nghĩa của các Titan và bí ẩn đằng sau những bức tường cao hàng chục mét. Mặt khác, ở Solo Leveling, điều quan trọng là tìm ra cách Jin Gu thăng cấp và câu chuyện đằng sau người bí ẩn. Solo Leveling không hẳn có chiều sâu như cách mà Attack on Titan khám phá, nhưng quỹ đạo của Jin Gu hứa hẹn cũng tràn đầy thú vị. Chúng ta thậm chí có thể so sánh sự dung cảm của Solo Leveling với các loạt phim giả tưởng khác đã thành công như bộ anime Chuyển sinh thành Slam hay anime One Punch Man. Những câu chuyện này cũng có những nhân vật chính mạnh mẽ và thế giới phong phú và chi tiết. Thứ tư, cả hai tác phẩm đều có một cái kết không mấy làm hài lòng người hâm mộ. Một điểm tương đồng nữa là cái kết của cả hai tác phẩm đều không làm hài lòng hầu hết người hâm mộ. Tác giả đã lật đổ toàn bộ cốt truyện và khiến câu chuyện trở nên khó hiểu với fan hâm mộ. Đối với Attack on Titan là sự ra đi gây tranh cãi khá nhiều. Đó chính là việc Eren đã phải ra đi và Mikasa buộc phải hạ sát tình yêu của đời mình. Sự ra đi của Eren chính là cách duy nhất để cứu nhân loại. Để làm mọi thứ gây tranh cãi hơn thì Eren cảm thấy bản thân buộc phải chết bởi chính bàn tay của Mikasa, để thế giới xem các Eldian còn sống là anh hùng. Còn đối với những giai đoạn cuối của Solo Leveling cũng quái đản hơn nhiều. Tất nhiên mình sẽ không thể spoil cái kết ở đây. Một số người hâm mộ hy vọng rằng anime Solo Leveling sẽ có một số thay đổi ở phần kết để làm hài lòng fan hơn. Anime Solo Leveling bị người Nhật chỉ trích.
Trước khi thông tin Solo Leveling được xác nhận sẽ chuyển thể thành anime, những người hâm mộ đã khẳng định rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra. Lý do đơn giản chỉ vì quốc gia Nhật Bản được thể hiện trong truyện là kẻ xấu xa. Cụ thể thì trong bộ manhwa gốc, Nhật Bản được thể hiện như là một kẻ tiểu nhân luôn cố gắng đấm sau lưng Hàn Quốc miễn là có thời cơ. Chi tiết tiêu biểu là tại một thời điểm trong Solo Leveling, một hoạt động chung được phát động bởi Hiệp hội Thợ săn Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm loại bỏ những sự nguy hiểm. Tuy nhiên trong chuyện thì Nhật Bản bỗng biến thành phe phản diện khi kế hoạch của phe Nhật Bản là để những thợ săn người Hàn Quốc chết, sau đó người Hàn sẽ phụ thuộc vào người Nhật trong tương lai. Đây là câu chuyện muôn thuở của hai quốc gia này. Người Hàn luôn có thái độ kỳ thị người Nhật vì trong quá khứ Nhật Bản là quốc gia xâm lược Triều Tiên. Đúng là chủ nghĩa dân tộc của họ cao quá rồi, thật là nguy hiểm. Việc tỏ thái độ thù địch rõ ràng trong một tác phẩm truyện tranh của người Hàn là điều mà người Nhật cảm thấy khó xử. Truyện tranh Solo Leveling ở phiên bản tại Nhật đều đã phải trải qua kiểm duyệt gắt gao. Nhân vật chính là người Hàn Quốc đã được đổi thành người Nhật Bản. Những gì thuộc về Hàn Quốc đều được đổi sang Nhật Bản. Riêng phe phản diện trong truyện là Nhật Bản, nay được đổi thành một quốc gia hư cấu nào đó. Nhiều khán giả Nhật Bản chắc chắn sẽ rất khó chịu khi một công ty sản xuất anime Nhật Bản lại bắt tay chuyển thể anime cho một bộ truyện Hàn Quốc với những chi tiết chống Nhật. Đây là lý do mà bộ truyện tranh nổi tiếng nhất Hàn Quốc này ra đời cũng khá lâu rồi, từ những năm 2016 đến 2018, nhưng mãi đến năm 2024 mới được chuyển thể thành phim. Lý do Solo Leveling luôn chiếm trệ trên bảng xếp hạng manhwa tại Hàn Quốc. Đầu tiên, Solo Leveling đã thành công đánh vào tâm lý đọc truyện của độc giả và ưa chuộng thể loại RPG trong khoảng thời gian gần đây. Thông thường, sau khi tái sinh, các nhân vật chính thường nhận được sức mạnh hay năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, với Solo Leveling, nhân vật chính Sung Jin-gu không được ăn sẵn mà phải tự làm, tự hưởng. Điều đó có nghĩa là để mạnh lên thì Jin-gu sẽ phải cày cuốc mà đổi lấy sức mạnh. Về cái tên Solo Leveling, chắc hẳn người xem hẳn cũng đã hình dung ra phần nào quá trình tu luyện của thợ săn họ Sung. Thay vì xây dựng các mối quan hệ hay kết thêm bạn bè, tổ đội, anh chàng này lại quyết định cày cấp một mình. Với hệ thống của mình, anh không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai mà đều tự tay đoạt lấy sức mạnh. Điều này giúp nhịp phát triển của cốt truyện nhanh hơn, không bị rườm rà, phức tạp và khiến độc giả cảm thấy hứng thú hơn hẳn so với các thẩm cùng thể loại. Tiếp theo, thứ khiến cho Solo Leveling ăn khách chính là việc xây dựng và phát triển nhân vật. Sung Jin-gu không phải nhân vật tốt đẹp gì cho cam, anh ta sẵn sàng vào vai phản diện và giết người không do dự. Điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách của thợ săn Sung trước khi chuyển sinh. Tuy nhiên, độc giả hoàn toàn có thể hiểu được về điều này. Việc xây dựng một nhân vật mạnh mẽ, máu lạnh và đầy quyết đoán chắc chắn đã gây ấn tượng mạnh cho người xem hơn là những gã trai chỉ nói chuyện công lý nửa vời. Dù vậy, Sung Jin-gu không mất hết đi thứ gọi là tính người. Anh ta sẵn sàng tử tế và giúp đỡ bất cứ kẻ nào chơi đẹp với mình, đúng với phẩm chất của một bá vương thực thụ. Một lý do khác khiến Solo Leveling nằm ở top đầu chính là nét vẽ của bộ truyện. Mặc dù cách phân bố của webtoon khá rời rạc so với manga truyền thống, thế nhưng hai họa sĩ Ji So-ryong và Jang Sung-rak đã thực hiện rất tốt việc thể hiện các cảnh chiến đấu trong truyện. Tất cả đều được thực hiện trau chuốt tỉ mỉ từ bố cục. Đặc biệt các nhân vật được vẽ rất bắt mắt, hợp thị hiếu của giới trẻ hiện đại. Chốt lại, từ những điều trên thì không có khó hiểu khi Solo Leveling vẫn luôn trụ vững trên các bảng xếp hạng. Đây không phải là một series hoàn hảo dành cho mọi đối tượng người đọc, nhưng chắc chắn nó là series xứng đáng trở thành siêu phẩm manhwa. Tuy bản novel đã đi tới hồi kết, manhwa Solo Leveling vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Với độ phủ sóng và hướng đi như hiện tại thì có lẽ phải còn rất lâu nữa cơn sốt Solo Leveling mới có dấu hiệu hạ nhiệt.